Chang'an TV. Xin chào các bậc phụ huynh và tất cả các con. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Trang, giáo viên lớp 4 tuổi B, trường mầm non Trang An, thành phố Ninh Bình. Các con ơi, trong thời gian nghỉ dịch thì các con đã làm gì? Còn cô Trang thì không xem nhiều điện thoại, xem nhiều tivi đâu, vì nó rất là có hại cho mắt đấy. Thay vì đó thì cô đã làm rất là nhiều đồ chơi đẹp này, nhiều bức tranh đẹp để cho chúng mình cùng chơi đấy. Các con có muốn làm những bức tranh đó cùng cô không? À, vậy thì trước tiên cô cháu mình hãy cùng khởi động bằng một bài nhạc thật là sôi động này để rèn luyện sức khỏe, đẩy lùi virus corona nhé. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con cách làm tranh những chú bọ đáng yêu từ các nắp chai đã qua sử dụng nhé. Để làm được bức tranh này, chúng mình cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây. Đầu tiên, không thể thiếu là những chiếc nắp chai màu đỏ. Chúng mình có thể lấy từ những cái chai đã qua sử dụng đấy. Tiếp theo là một cây bút dạ màu đen, màu sơn trắng, một lọ keo, tăm bông và một bức tranh chiếc lá làm nền để gắn những chú bọ lên. Bây giờ chúng mình cùng cô thực hiện nhé. Cô sẽ chọn nắp chai màu đỏ để làm chú bọ. Cô sẽ dùng bút dạ màu đen để vẽ một đường cong lên phần mặt nhẵn của nắp chai và tô đen phần trên để tạo thành đầu của chú bọ. Tiếp theo, chúng ta sẽ chia nắp chai thành hai phần để làm cánh của chú bọ. Cánh của chú bọ còn có những chấm tròn đen nữa đấy. Chúng ta hãy cùng chấm nào. À các con ơi, chú bọ của chúng ta còn thiếu bộ phận gì nhỉ? À, đó chính là đôi mắt đấy. Cô sẽ dùng tăm bông chấm vào sơn màu trắng và chấm lên phần đầu của chú bọ. Chúng mình nhớ chấm cẩn thận để không bị lem ra ngoài nhé. Vậy là cô đã hoàn thành xong chú bọ đáng yêu rồi. Bây giờ cô tiến hành gắn những chú bọ lên bức tranh chiếc lá mà cô đã chuẩn bị từ trước nhé. Tay trái cô cầm chú bọ, tay phải cô dùng tăm bông chấm vào keo và bôi lên mép của nắp chai. Chúng mình nhớ bôi cẩn thận để không bị dây ra tay nhé. Sau đó cô nhẹ nhàng đặt nắp lên chiếc lá. Tương tự như vậy, cô sẽ gắn những nắp chai còn lại lên những chiếc lá. Chúng mình có thể gắn những chú bọ ở những vị trí bất kỳ của chiếc lá nhé. À, vậy là bức tranh những chú bọ đáng yêu của cô đã hoàn thành rồi. Con thấy bức tranh của cô có đẹp không nào? Chúng mình thấy đấy, ngoài những chú bọ này ra thì chúng mình có thể làm thêm được những bức tranh khác từ những chiếc nắp chai này đấy. Việc này vừa giúp bảo vệ môi trường này, vừa giúp sáng tạo ra thêm được nhiều đồ chơi, nhiều bức tranh đẹp đấy. Và chúng mình nhớ là sau khi làm thì chúng mình phải rửa tay sạch sẽ nhé. Cô mong là dịch bệnh sẽ qua nhanh để cô trò mình cùng gặp lại nhau. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.